Nga Lan thân ái, kính chào quý khán thính giả của VTV và Lido Sài Gòn Radio. Thưa quý vị, Father Days hay là lễ từ phụ là một ngày lễ ca ngợi và tôn vinh quyền làm cha, gắn kết gia đình cũng như là ảnh hưởng của những người cha trong xã hội. Ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha. Tại các quốc gia Công giáo ở châu Âu, nó đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 3, cũng là ngày lễ Thánh Giuse kể từ thời Trung Cổ. Nhưng nhiều quốc gia khác ở châu Âu và châu Mỹ thì lại lấy ngày theo nước Hoa Kỳ, đó là ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 6. Ngày lễ từ phụ do Solona Smartdock ở Spokane, Washington, Hoa Kỳ khởi xướng vào năm 1910, để bà tỏ lòng tôn kính và biết ơn thân phụ của bà đã gà trống nuôi 6 đứa con thành nhân. Và bà đã nhờ một vị mục sư cùng với tất cả những hội đoàn để vận động ngày lễ từ phụ. Và sau đó, chính nhờ sự vận động của các dân cử cũng như chính quyền Hoa Kỳ. Và cuối cùng năm 1972, Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon đã chính thức ký văn bản đánh dấu ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 hàng năm là ngày lễ từ phụ tại Hoa Kỳ. Và từ đó, ngày lễ này đã trở thành ngày kỷ niệm quốc gia vĩnh viễn của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, nhập gia tùy tục, nhất là những phong tục, tập quán, tốt đẹp, yêu thương, đầy tình gia đình. Người Việt ly hương ở hải ngoại cùng mừng ngày lễ cha. Và trong tinh thần tôn vinh và ca ngợi người cha trong gia đình là cột trụ của mái ấm gia đình, chúng tôi chương trình Tản mạn văn học ngày hôm nay, Nga Lan hân hạnh được tiếp một vị khách danh dự rất thân quý của Hùng Việt TV và Lê Đô Sài Gòn Radio, đó là nhà báo Trần Cùng Sơn, cũng là nhạc sĩ Trần Chí Phúc, để ông đồng hành với chúng ta cùng ca ngợi tôn vinh người cha, mái ấm gia đình qua âm nhạc. Và bây giờ, Nhã Lan trân trọng kính mời quý vị cùng với Nhã Lan chào đón ký giả Trần Cùng Sơn và nhạc sĩ Trần Chí Phúc. Nhã Lan thân ái, chào anh Trần Chí Phúc. Chào Nhã Lan và chào quý vị đang xem chương trình này. Và xin giới thiệu, đây là Phong Vinh, người sẽ hát cái bài hát Tình Cha sắp tới ở trong chương trình này. Dạ vâng, thưa quý vị, trên màn hình của Hùng Việt TV và trong đài Lido Sài Gòn Radio, âm thanh và tiếng ca từ của nhạc sĩ Trần Chí Phúc qua rất nhiều những nhạc phẩm đầy tình tự quê hương, nhất là Sài Gòn Em Ở Đó, luôn luôn trong trí tưởng của Trần Chí Phúc cũng như trong tâm hồn của những người yêu nhạc của miền Nam Việt Nam tự do. Và cũng trong tinh thần đó, ngày lễ cha, Nga Lan sẽ đồng hành cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu ngày lễ cha trong tinh thần của ký giả Trần Cùng Sơn và nhạc sĩ Trần Chí Phúc. Như thế nào để anh có thể sáng tác ra một nhạc phẩm về kỷ niệm người cha, mà chốc lát nữa đây quý vị sẽ thấy hình ảnh của người cha dấu yêu của quý vị trong nhạc phẩm của ca nhạc sĩ Trần Chí Phúc. Thưa anh, ngày lễ cha là một ngày lễ quan trọng ở Hoa Kỳ, đã trở thành một ngày lễ quốc gia. Thế nhưng mà đối với những người Việt ly hương thì chúng ta ở hải ngoại, thì riêng đối với nhà báo Trần Cùng Sơn, tại làm sao ngày lễ cha quan trọng như vậy, nhưng trong văn học cũng như là âm nhạc rất ít những tác phẩm ca ngợi tình cha? Thưa quý vị, thì ngày xưa tôi còn ở Việt Nam, mà tôi nghĩ rằng cỡ từng thập niên trước 75 á, dạ, thì ở Việt Nam mình chưa bao giờ nghe tới nói cái ngày lễ cha. Phải nói là khi mà qua bên Mỹ này đó, mình mới nghe tới ngày lễ mẹ trước, sau đó mới loáng thoáng ngày lễ cha. Cho nên là mới đây thôi, thì trong âm nhạc Việt Nam thì có rất nhiều những bài hát nói về mẹ, nhưng mà lại rất ít bài về cha. Theo tôi biết thì cái thời
trước năm 1975, lúc tôi cũng lớn rồi, thì có một người bạn gái mang một cái bài hát tới nhờ tôi đàn dùm. Đó là bài Tình Cha của Y Vân. Thương con trong những khi sai lầm, người đến bên vô bề dịu dàng xoa trên mái tóc, ơn cha như núi cao và tường lập. Tại vì tôi nhớ mang máng cái bài tên là Tình Cha của nhạc sĩ Y Vân. Mà quý vị biết là nhạc sĩ Y Vân nổi tiếng với cái bài Lòng Mẹ. Nhưng mà phải nói rằng là cái bài Tình Cha nó so với Lòng Mẹ thì nó không được đón nhận nhiều như bài Lòng Mẹ. Thì hình như là tôi thấy những người con gái đó thì thường thương cha nhiều hơn. Đúng à. Tôi thấy là cũng như người ta nói là con gái giống cha, con trai giống mẹ. Đó. Vấn đề mình không hiểu tại sao mà đa số đó thì sinh ra thì đứa con gái thường hay có khuôn mặt giống cha, thường phải không? Dạ. Và con trai thì giống mẹ. Mình không phải là bác sĩ chuyên khoa vậy đó. Nhưng mà mình thấy là trong cái đề giới tính đó, thì thấy thường tôi thấy là con gái thương cha nhiều hơn. Anh như vậy thì trong lịch sử Việt Nam á, hình ảnh người cha có được nhắc nhở đến trong những tác phẩm? Xin nói lại là cái người đa số những người mà văn thơ nhạc sĩ đa số là con trai, rất là đa số nha, mà con trai thì hay thương mẹ nhiều, cho nên khi viết á, những tác phẩm thì thường họ hay nhắc về mẹ đó. Còn mà những người mà văn nghệ sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ gì đó thì thường phụ nữ ít lắm, cho nên họ cũng thương cha nhưng mà không có cái dịp để mà họ coi như phô bày cái tình cảm họ. Theo tôi nghĩ như vậy đó. Thì mình thấy rằng người mẹ mang nặng đẻ đau tới đứa con cho nên thương đứa con hơn quá. Thì người cha thì nhiều khi không ở gần cái tình cảm tự nhiên đó, cho nên người con họ thương mẹ nhiều hơn. Và nhiều khi người cha nó nghiêm khắc quá. Dạ. Không? Nghiêm khắc quá cho nên là cũng khó có tình cảm với con. Dạ. Thì trong khi mà tôi viết và một cái bài báo về tình cha thì tôi nhớ tới một câu chuyện trong lịch sử mà rất là hay mà chúng ta có thể nhắc lại. Đó là hình ảnh của khi mà quân binh đi xâm chiếm nước ta đó, thì bắt một vị quan tên là Nguyễn Phi Khanh giải về tàu. Nguyễn Phi Khanh có người con trai tên là Nguyễn Trãi. Thì Nguyễn Trãi mới theo cha đi tới tận ải Nam Quan. Tại ải Nam Quan là cái biên giới ngăn cách giữa tàu và Việt Nam. Thì trước khi chia tay thì ông Nguyễn Phi Khanh, tức là cha của Nguyễn Trãi, mới dặn Nguyễn Trãi là con nếu mà muốn trả hiếu cho cha đó thì con phải tìm cách cái là làm thế nào đó để mà đánh đuổi quân giặc Minh, tức là bên tàu đó, ra khỏi đất nước. Thì sau đó Nguyễn Trãi mới về coi như là cộng tác với Lê Lợi, mà làm coi như là làm quân sư cho Lê Lợi, được khởi nghĩa kháng chiến chống quân Minh 10 năm thành công. Cho nên cái câu chuyện đó nó đi, cái câu chuyện mà Nguyễn Trãi đi theo cái quân nhà Minh nó giải ông Nguyễn Khanh đi đường bộ đi tới cái biên giới, thì Nguyễn Trãi vẫn đi theo. Vâng ạ. Trên ảnh đó sau này cái câu chuyện đó lịch sử đó rất là đặc biệt, mà sau này nhiều người cũng dựa vào cái tình tiết đó. Hình như tôi nhớ có một nhà thơ nổi tiếng là làm cái bài là Hận Nam Quan. Dạ, nhắc tới câu chuyện đó. Câu chuyện đó rất là cảm động. Mà đóng thành nhiều cái vở kịch đó hả anh? Trong văn nghệ của Việt Nam mình, và nhắc tới chuyện lịch sử thì hay nhắc và đến. Và khi mà nói tới cái hình ảnh của người con mà thương cha bị tù ngục như vậy, thì tôi liên tưởng tới những sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa đã bị ở tù. Tôi Việt Cộng gọi là tù cải tạo, nhưng mà tôi ở tù Việt Cộng sau 75. Thì phải ra Bắc đúng không? Thì có những người con phải ra thăm. Rồi sau này có những người họ đã mất ở ngoài Bắc á. Sau này mình biết có một số người con ở bên này họ cũng đi tìm hài cốt á, của người cha đã mất trong trại tù Cộng sản. Cái hình ảnh đó cũng rất là cảm động. Cũng như là sau 75 mình thấy những người sĩ quan đó họ phải đi ở tù á, nhiều năm, thì đời sống với đứa con nó cũng khổ cực. Dạ, vâng. Tại vì cũng như là tôi cũng nghĩ rằng là những năm 90 đó thì những người sĩ quan đó đã đi phương diện HO đó, cũng mang được đứa con qua ở xứ Mỹ này, và những người con đó đã trưởng thành
Khi mà nhắc tới Nguyễn Trãi, tiễn cha bị ở tù, tôi nghĩ Nguyễn Phí Khanh đã mất xác ở tại bên tàu rồi. Mặc dù sau này Nguyễn Trãi có thể là kháng chiến đánh đuổi quân Minh, tôi nghĩ chắc là mất rồi. Thì tôi liên tưởng tới cái tình cảm của những người con đối với cha nhân ngày lễ Father Day. Dạ vâng, nhân mà anh nói đó là Na Lan lại liên tưởng đến thế hệ mà những người thân phụ mà tiếp theo diện HO. Tại Na Lan có làm chương trình với một người để mà quảng cáo thương mại về cái nghề làm neo. Thì chính cái cô đó cô bảo trời tội nghiệp lắm, có rất nhiều những bác Việt Nam lớn tuổi mà không có đi vào dòng chính được, nên làm nghề móng tay anh, làm neo để mà nuôi con. Thì trong đó có hình ảnh của những bác mà theo cái diện HO trong suốt thời gian chiến tranh của đất nước Việt Nam mình. Có lẽ đó cũng chính là một lý do mà con cái không gần với bố được. Tại vì người cha ở ngoài chiến trận cả dòng dã cả 10 đến 15 năm hay đi làm công sở ở hành chánh thì suốt cả một ngày 8 tiếng, 10 tiếng đâu có ở nhà. Đó là lý do không có sự tương tác với người con. Thành ra người cha trở về thì vẫn giữ là mái ấm gia đình, cột trụ gia đình, thành ra phải nghiêm khắc. Tại vì mẹ thì con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà. Đó là lý do. Đó là lý do mà ít có những tác phẩm ở nói về tình cha. Khi mà anh nói đến chân dung của những cựu chiến binh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa và sau này đi qua diện HO, thì vì đã lớn tuổi không hội nhập với xã hội Hoa Kỳ, khó kiếm việc làm, thành ra các bác, các chú làm những nghề như là cắt chỉ trong tiệm may, rồi nhặt những ống lon hay là đi làm nghề neo để mà cố nuôi dưỡng con. Và những thế hệ mai sau này đã có những thế hệ thứ hai nối gót theo cha, có những cô, những cậu sinh viên đã đi tham dự vào những trường võ bị của quân đội Hoa Kỳ và đã trở thành những vị sinh viên sĩ quan nổi tiếng hay là những mang những cấp bậc quan trọng trong quân đội Hoa Kỳ. Na Lan nghĩ ảnh hưởng, nhất là chân dung của người cha trong chiến tranh đã ghi đậm vào trong tâm tưởng của những người con. Nhã Lan có đọc một câu chuyện của người con út của Đại tá Nguyễn Đình Bảo, người ở lại Shakli. Ông đã viết một bài cậu con trai út. Khi Đại tá Nguyễn Đình Bảo tuẫn tiết thì cậu mới chỉ có mấy tháng tuổi thôi. Và cái hình ảnh của người cha cậu cương quyết để mà chết, để mà giữ lại cái quả đồi Shirley đậm trong nét, trong tâm hồn của cậu ghi khắc cái hình ảnh hào hùng, kiên cường, gan dạ và là ái quốc của người cha ghi đậm trong lòng của người con trai. Thành ra Nhã Lan nghĩ rằng ít, nhưng những tác phẩm không nói nhiều, nhưng đến khi ghi toàn là những cái dấu ấn thật đậm, hình ảnh tình cha vĩ đại bao la và hình ảnh chân dung của những người cha ngoài chiến trường. Nhã Lan nghĩ đó chính là những cái hình ảnh sâu đậm nhất, vĩ đại nhất trong lòng của những người con. Thưa anh, Nhã Lan nghĩ rằng nhạc sĩ Trần Chí Phúc rất là dành không những về tân nhạc mà về cổ nhạc nữa. Thành ra cái hình ảnh của người cha có được nhắc nhở đến trong cổ nhạc Việt Nam không anh? Nói về cái ca ngợi của tình cha đó, thì mình thấy là nó có hai chiều. Một chiều là người con thương mến người cha đã đi lên, mà một chiều đi xuống tức là người cha thương người con. Ta nói hai chiều. Thì khi nói về cái gọi là cái chiều đi xuống đó, người cha thương người con đó, thì nó có một cái vở tuồng cải lương rất là nổi tiếng, đó là tuồng Tiếng Hạt Trong Trăng. Tiếng Trong Trăng cái tuồng nó rất giải. Hay anh ơi. Cô Thanh Nga đóng đó. Thì nó đoạt giải Thanh Tâm mà. Dạ. Thanh Nga đóng cô gái mù. Dạ. Và Thành Được đóng vai tướng cướp Thi Đằng. Thì lúc đầu là tướng cướp Thi Đằng là cũng ông thấy một cô gái đẹp đó, thì ông cũng thích. Sau đó ông mới tìm hiểu ra đứa cô gái mù là Thanh Nga đóng đó, là con của ông. Và sau đó ông mới gọi là ông mới tìm cách là có một vị lương y giỏi, ông nói giùm móc mắt của Thi Đằng không để mà chữa sáng cho Thanh Nga. Thì tướng cướp Thi Đằng mới móc cặp mắt của mình để mà chữa sáng cho
thành Nga. Mình thấy là thời xưa mà nếu mà mất mắt mà là chưa sáng là phải công nhận là y khoa nó còn thần kỳ hơn là bây giờ, đúng không? Nhưng mà đó là nó dạ, là nó là cái đó là người ta biết hư cấu thì cái Thanh Được đóng cái vai tướng cướp thi đàn đoạt giá Thanh Tâm luôn. Ông đóng cái vai đó rất là hay. Quá cho nên khi mà nói về vấn đề tình của người cha thương yêu đối với con đó, mà trong nghệ thuật thì tất cả những vị mà lớn tuổi đó mà thường thích coi cải lương thì chắc là nhớ cái tướng cướp thi đàn trong cái tuồng cải lương Tiếng Hạc Trong Trăng. Nhã Lan nhỏ mà Nhã Lan còn nhớ mà. Cái vở cải lương nó gây ấn tượng lắm. Bởi cải lương nó cũng có cái hay là nó lấy cái bối cảnh của là xứ Hoa Anh Đào phù trang Nhật Bản đó. Nhưng mà những cái lời ca, những cái ca từ trong cái vọng cổ, trong cái ấy phải công nhận là rất hay, rất là văn chương. Cho nên nó vừa hay nhiều thứ, vừa tình tiết và cũng như là văn chương bóng bẩy đó. Như vậy đó, thì riêng hình ảnh người cha thật của Trần Chí Phúc như thế nào thì hồi nhỏ là ba mình hay đi làm ăn xa đó, cho nên là lâu lâu ông về là mình mừng lắm. Thứ nhất là mình thương, thứ hai là ông về ông trả tiền sướng. Rồi trong những lúc mà vắng cha đó thì mình bị mấy đứa hàng xóm nó đánh mình, nó ăn hiếp mình đó, thì mình cảm thấy yếu đuối, mình tủi lắm. Mà tủi thân mình lúc đó mình nhớ là trong lòng mình khao khát có người cha bên cạnh để mà mình nương tựa cái bóng lớn đó. Dạ. Cho nên bây giờ mình mới hiểu được cái Trần Phúc không có con, nhưng mà mình hiểu được những đứa bé mà không có cha bên cạnh đó, thế tụi nó tội nghiệp lắm. Mình hiểu được cái điều đó, phải không? Và sau đó thì khi mà Trần Phúc vượt biển đó, thì ba Trần Phúc hay viết những lá thư gửi qua bên Canada. Lúc mình gọi Canada viết, như là mấy tháng viết một lần đó. Rất tiếc là những lá thư không còn nữa. Mẹ thì không biết chữ, cho nên mình gần gũi với cha nhiều hơn. Thì khi cha mất thì năm 1989 mình đang ở San Jose, không về được. Thì mình mới viết một bài hát, lấy tên là Tình Cha. Mời vị nghe bài hát Tình Cha. Bài hôm nay nhờ Phụng Vinh hát bài hát Tình Cha của Trần Chí Phúc. Viết năm 1989, khi mà nghe tin thân phụ mất tại quê nhà Tuy Hòa. Dạ. Đại dương bát ngát là dòng sông tắm mát hồn con, thì tình cha cao như ngọn núi, là rừng xanh bóng lớn bao che. Đời con khi yêu tình cha thắm thiết nào quên, cho dù khôn lớn vẫn là như đứa bé thơ dài khờ. Ngày nào ngày mai thôi hết cách ngăn, con về thăm quê người xưa thấy đâu khói hương tỏa mờ. Nhưng còn lại ngàn yêu thương tỏa tát, và lời khuyên như mới vừa đây, tạo niềm tin yêu cho cuộc sống. Dù thời gian bao thứ phôi phai, tình yêu cha vẫn bất diệt. Là đại dương bát ngát, là dòng sông tắm mát hồn con, thì tình cha cao
cao như ngọn núi, là rừng xanh bóng lan bao che. Đời con khi yếu lòng, tình cha thắm thiết nào quên. Cho dù khôn lớn vẫn là như đứa bé thơ dài khờ ngày nào. Ngày mai thôi hết cách ngăn, con về thăm quê người xưa thấy đâu khói hương tỏa mờ. Nhưng còn lại ngàn yêu thương tỏa tát, và lời khuyên như mới vừa đây, tạo niềm tin yêu cho cuộc sống. Dù thời gian bao thứ phôi phai, tình yêu cha vẫn bất diệt. Dù thời gian bao thứ phôi phai, tình yêu cha vẫn bất diệt. Câu kết sẽ để lại trong ấn tượng của người nghe. Dù thời gian muôn thứ phôi phai, nhưng tình cha muôn đời vẫn bất diệt. Quả đúng như vậy thưa anh. Vâng, dạ. Thì tôi mở đầu là nếu tình mẹ là đại dương bát ngát, là dòng sông tắm mát hồn con, thì tình cha cao như ngọn núi, là rừng xanh bóng lớn bao che đời con khi yêu lòng. Thì ví mẹ như là đại dương, như là sông, cha là núi, là âm dương. Dạ. Thì nó mình nói tới cha cũng phải nghĩ tới mẹ. Đúng thì rồi. Lúc nào mình cũng là đứa bé. Dạ. Mình nhớ lại khi cha đã qua đời thì những cái lời khuyên ổng lúc nào nó cũng văng vẳng bên tai. Phong Dinh thấy sao? Thấy bài hát này sao? Ca sĩ Phong Dinh hát rất là truyền cảm. Thì Nhã Lan nghĩ rằng hình ảnh của người cha trong tâm tưởng của ca sĩ Phong Dinh như thế nào? Thưa chị, thì mỗi năm mà đến ngày Father Day, ngày lễ cha, thì Phong Dinh rất là xúc động và bồi hồi nhớ đến người cha quá cố của mình. Và mặc dù ba đã mất hơn 30 năm, nhưng mà trong lòng của Phong Dinh vẫn nhớ từng cử chỉ, từng lời khuyên, từng lời nói như trong bài hát của nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã viết, vẫn còn văng vẳng đâu đó. Dù mặc dù bây giờ đã trưởng thành, nhưng mà trong lòng mình vẫn như đứa bé dại khờ. Đúng rồi. Và người cha của mình mãi mãi là rừng xanh, là bóng lớn bao che đời con khi yếu lòng. Thì có những khi, đôi khi mình là phụ nữ, có những giây phút mình cũng yếu lòng, và đôi khi mình cần cái người cha. Vâng ạ. Cái đó là tâm sự của Phong đó Dinh. Đó chính là mở đầu chương trình. Nhà báo Trần Củng Sơn cũng như là nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã nói, đa số là con gái lại giống cha và yêu cha hơn. Và cái hình ảnh đó, Nhã Lan nghĩ rằng áp dụng ngay trong chương trình hôm nay, là ca sĩ Phong Dinh cũng kính cha, và Nhã Lan lại là người, Nhã Lan không hiểu, từ bé cũng vậy, ai có hỏi, Nhã Lan sợ mẹ buồn, nhưng thật sự Nhã Lan lại là người yêu cha hơn yêu mẹ. Dạ, tại vì bố Nhã Lan là thầy giáo, thành ra bố Nhã Lan là cầm từng ngón tay của Nhã Lan dạy từng chữ ABC trước khi Nhã Lan đến trường. Và hình ảnh của ông luôn luôn hiền lành, mẫu mực nhưng rất là nghiêm khắc. Và bài hát này của anh, ngày tình cha của anh, ghi đậm trong tâm hồn Nhã Lan ngày hôm nay. Ngay cả những cái lời Nhã Lan đã gần như thuộc rồi mà không cần thấy bản nhạc của nhạc sĩ Trần Chí Phúc, bài hát quá là thắm thiết và ghi đậm cái dấu ấn trong lòng của những người con trẻ, nhất là thân phụ của mình, và nhất là những người đã không còn tình cha
cái Nhã bài Lan hát cũng này giống như ca sĩ Phong Dinh. Yeah. Nhã Lan mất bố từ năm 1985, tức nghĩa là cả gần 40 năm. Yeah. Tức là lúc bố mất đang ở bố bên này à bố? Nhã Lan ở bên Mỹ, dạ, xa cách ngàn trùng, nhưng mà chính vì cái điều đó, Nhã Lan nhớ vô cùng ngày rời đất nước, ngày vượt biên. Thường thường thân phụ là giống như nhạc sĩ Trần Chí Phúc nói, ví là núi cao và là rừng xanh bát ngát. Người cha là hình ảnh vĩ đại trong tâm hồn của những người con. Bố Nhã Lan nghiêm khắc, nhưng thật sự cái ngày mà Nhã Lan vượt biên đường bộ đó là trong mùa Giáng sinh. Nhà có cái hang đá, thế mà mẹ Nhã Lan lại là một hình ảnh người phụ nữ, bỗng dưng lại trở thành như là một vị tướng lãnh đạo. Mẹ Nhã Lan sắp xếp hành trình cũng như là giúp đỡ để cho tất cả các con vượt biên. Nhưng bố Nhã Lan lại xi nhan Nhã Lan lại gần. Bố Nhã Lan còn nói một câu như vậy: con là con gái, con không cần phải đi ra ngoại quốc, con cứ ở nhà, bố mẹ sẽ nuôi. Con quyết định đi. Khấn trước hang đá và quyết định, con cứ ở lại không sao, thầy sẽ nói với mẹ. Nhưng mà Nhã Lan biết là mẹ Nhã Lan không bao giờ đồng ý, và Nhã Lan đã thi rớt đại học, thành ra Nhã Lan vẫn dạ con sẽ phải đi. Thì bố Nhã Lan, lần đầu tiên Nhã Lan thấy trong đôi mắt bố Nhã Lan long lanh. Và hình ảnh 4 giờ sáng Nhã Lan cải trang thành người bộ đội để vượt biên qua đường ngõ Campuchia. Bố Nhã Lan đứng ở đằng sau cánh cửa sắt, không có dám đứng ra đằng trước để nhìn. Và chính là đó là cái hình ảnh cho đến bây giờ Nhã Lan vẫn, tức là bố Nhã Lan mất tại Việt Nam thì giống như Trần Chí Phúc thôi. Trên trong bài hát có câu là ngày mai thôi hết cách anh con về thăm quê, người xưa thấy đâu khói hương tó mờ đó. Mình mẹ lại thăm lại bố mẹ, bố mình qua đời rồi đó. Dạ vâng. Và thưa anh, mình nhắc đến gia đình nào hạnh phúc mà ngày lễ cha và ngày lễ mẹ vẫn còn cài bông hồng trên áo, thì đó là những người hạnh phúc nhất, không cần tìm một gia tài chân quý nào cả. Thế thì nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã có nhạc phẩm Tình Cha rồi, nhưng Nhã Lan biết anh lúc nào cũng nghĩa là kính mẹ, nhưng mà kính cha và yêu mẹ. Thế thì anh có nhạc phẩm nào ca ngợi về tình mẹ đúng không anh? Và nhân dịp đây thì tôi cũng xin giới thiệu với quý vị cái bài hát tôi mới viết vào tháng 5 vừa rồi, là bài lấy tên là Mẹ Về Trong Mơ. Cái bài hát là dựa trên ý tưởng là mình muốn viết một bài về mẹ. Và thì thấy hồi nhỏ mỗi buổi trưa hè thi hòa thì mẹ hay kêu là ngồi trong cái đầu gối đó, thì xoa xoa cái đầu, bắt chí, thực sự đâu có con chí nào đâu, nhưng mà xoa xoa đó. Rồi là rú mấy câu ca dao, con mèo trèo lên cây câu, hỏi thăm chú Trực đi đâu vắng nhà đó. Ôi, hình ảnh đẹp quá. Rồi sau đó là mình ngủ trên cái đầu gối của mẹ. Rồi đó là ý tưởng thứ nhất. Thứ hai là sau này mình lớn, thỉnh thoảng lâu lâu trong giấc mơ mình thấy mẹ, rồi thấy mình là đứa bé đó, mẹ dắt đi cái thời mình con nít đó, thì hình ảnh rất là hiếm quý. Cho nên mình kết hợp hai ý tưởng đó để viết lên cái bài mà Về Mẹ Về Trong Mơ. Nhiều mẹ đêm trong mẹ. Giấc mơ thấy mình là đứa bé, theo mẹ tung tăng với bao kỷ niệm ấu thơ ngọt ngào, muốn mãi là đứa bé, mẹ yêu dắt tay đi trọn đường đời, giấc mơ thành tiên. Đó là cái ý chính của bác. Thì tôi cứ gửi cho anh bạn, thì anh email rồi anh trả lời lại một câu rất là cảm động. Anh nói là năm nay anh cũng 70 mấy tuổi rồi, anh nói là anh mất mẹ từ năm anh 17 tuổi, tức là mấy chục năm rồi. Và cái hình ảnh mẹ mà về trong giấc mơ nó hiếm lắm. Cho nên là anh trân trọng nó. Chứ khi anh nghe bác này anh rung động. Thì hôm nay cũng là nói về cha, cũng nói tới mẹ. Mọi việc nghe cái bài Mẹ Về Trong Mơ. Làm ơn. Ngày xưa khi bé môi buổi trưa hè nắng vàng, mẹ tôi âu yếm ngồi bắt chi trên đầu con, những ngón tay dịu dàng, những ngón tay mềm mại lùa em tóc xanh bằng lời ca dao, dù con vào giấc ngủ yên lành. Rồi khi đau ôm mẹ đến bên lời bố về,
tại thương mến truyền hơi ấm cho tuổi thơ. Con ướp hương tình mẹ, sướng vui trong lòng mẹ. Giờ đây lớn khôn, lời ru năm xưa, con yêu người biết mấy. Mẹ ơi, từng lời mẹ nói, lời khuyên thiết tha, lòng con khắc ghi. Nhiều đêm trong giấc mơ thấy mình là đứa bé theo mẹ tung tăng với bao kỷ niệm ấu thơ ngọt ngào. Muốn mai là đứa bé mẹ yêu dắt tay đi trọn đường đời giấc mơ thành tiên. Xin cảm ơn ca nhạc sĩ Trần Chí Phúc và là nhà báo Trần Củng Sơn cũng như ca sĩ Phong Vinh đã đến với khán giả cùng VTV và Little Sài Gòn Radio để nhắc nhớ đến hình ảnh của một mái ấm gia đình có cả người cha, tình cha bao la vĩ đại là trụ cột của gia đình. Bên cạnh đó, người mẹ là dòng suối ngọt hiền, là đạo dương bát ngát, bao bảo vệ đứa con. Người mẹ chỉ nắm tay con một chút, nhưng trái tim của bà đi suốt con đường của người con. Và người cha cũng thế. Xin một lần nữa được cảm ơn nhạc sĩ Trần Phong Chí Phúc, ca sĩ Phong Dinh đã đem đến cho quý khán giả Hùng Việt TV và Lý Đô Sài Gòn Video món quà chân quý, đó là kỷ niệm ngày lễ cha, ngày lễ từ phụ. Và bên cạnh đó, chúng ta vẫn không quên hình ảnh của người mẹ hiền, yêu dấu. Không cứ là phải ngày lễ mẹ, mà 365 ngày. Chúng ta nếu những ai còn được cài bông hồng trên vai áo trong ngày lễ mẹ, cũng như là ngày lễ cha, xin quý vị hãy trân quý từng khoảnh khắc, những giây phút mà quý vị còn có được người cha và người mẹ. Đó chính là hạnh phúc vô biên, vĩnh viễn, mà chúng ta đừng để mất rồi mà chúng ta lại tiếc nuối. Như trong chương trình ngày hôm nay, ca nhạc sĩ Trần Chí Phúc tâm sự với quý vị, ca sĩ Phong Dinh và cũng chính là Nhã Lan đã không còn thân phụ, nên chúng tôi vẫn còn tiếc nuối mãi và ước mơ là mình vẫn còn nhỏ xíu để được bố dắt tay đi. Và thưa quý vị, chương trình Tả Mạn Văn Học nói về ngày lễ từ phụ, Father Days, đến đây xin chấm dứt. Ca nhạc sĩ Trần Chí Phúc, ca sĩ Phong Vinh và Nhã Lan xin kính chào tạm biệt.